thế này nha. Nguyên liệu mình để trong phần mô tả. Bây giờ mình sẽ bắt đầu và hướng dẫn mọi người nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng len màu trắng để móc phần đầu. Tại vòng đầu tiên, chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Lên một bính, móc vào trong vòng tròn 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó các bạn dùng tay kéo khít vòng tròn lại. Chúng ta bắt đầu sang hàng thứ hai. Tại chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi đơn trên một chân. Nhớ dùng kim đánh dấu vào nha. Chúng ta sẽ đánh dấu vào chân mũi đầu tiên. Đó. Thêm một mũi đơn nữa là 2 mũi đơn chung một chân. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi đơn chung một chân. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cho đến hết hàng nha. Chúng ta sẽ bắt đầu sang hàng thứ ba nha. Tại chân mũi đầu tiên, các bạn móc cho mình 1 mũi X. Tại chân mũi thứ hai, móc 1 mũi V. Ở hàng này, chúng ta sẽ móc theo cụm 1X, 1V, lặp đi lặp lại cho đến hết hàng nha. Xong hàng thứ ba, chúng ta bắt đầu lên hàng thứ tư. Tại chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc 1 mũi X. Chân mũi thứ hai móc 1 mũi V. Chân mũi thứ ba móc 1 mũi X. Tại hàng này, các bạn sẽ móc theo cụm 1X, 1V, 1X, lặp đi lặp lại cho đến hết hàng. Bắt đầu sang hàng thứ 5. Tại chân mũi đầu tiên sẽ móc 1 mũi X. Chân mũi thứ hai móc 1 mũi X. Chân mũi thứ ba móc 1 mũi X. Chân mũi thứ tư sẽ móc 1 mũi V. Tại hàng này chúng ta sẽ móc theo cụm 3X 1V lặp đi lặp lại cho đến hết hàng. Kết thúc hàng thứ 5, từ hàng thứ 6 tới hàng thứ 14, các bạn sẽ móc các mũi X và mũi V theo chart mình ghi trên màn hình nha. Mình sẽ gặp lại mọi người ở cuối hàng thứ 14. Kết thúc hàng thứ 14, chúng ta sẽ bắt đầu móc hàng thứ 15. Tại chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc 1 mũi X. Chân mũi thứ hai móc 1 mũi X. Chân mũi thứ ba móc 1 mũi X. Chân mũi thứ tư móc 1 mũi X. Chân mũi thứ năm móc 1 mũi X. Tại chân thứ sáu, các bạn sẽ móc 1 mũi giảm A. Tại hàng này, các bạn sẽ móc theo cụm 5X1A lần lượt cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ 15, chúng ta sẽ bắt đầu móc lên hàng thứ 16. Tại chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi X. Chân mũi thứ hai móc 1 mũi X. Chân mũi thứ ba sẽ móc 1 mũi giảm A. Chúng ta sẽ đánh dấu vào chân mũi đầu tiên nha. Chân mũi thứ tư móc 1 mũi X. Chân mũi thứ năm sẽ móc 1 mũi X. Hàng này các bạn sẽ móc cho mình theo cụm 2X, 1A và 2X lặp đi lặp lại cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ 16, chúng ta sẽ móc lên hàng thứ 17. Tại chân mũi đầu tiên móc 1 mũi X. Chân mũi thứ hai sẽ móc 1 mũi X. Chân mũi thứ ba móc 1 mũi X. Chân mũi thứ tư móc 1 mũi giảm A. Tại hàng này chúng ta sẽ móc theo cụm 3X1A lặp đi lặp lại cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ 17, chúng ta sẽ móc lên hàng thứ 18. Tại chân mũi đầu tiên, mình sẽ móc 1 mũi X. Tại chân mũi bên cạnh sẽ móc 1 mũi A. Tại chân mũi tiếp theo, móc 1 mũi X. Tại hàng này, các bạn sẽ móc theo cụm 1X, 1A và 1X
lặp lại cho đến hết hàng nha. Móc xong hàng thứ 18, các bạn sẽ kéo len lên. Và sau đó chúng ta sẽ nhồi gòn vào nha. Sau khi nhồi xong gòn, chúng ta sẽ móc lên hàng thứ 19. Tại chân mũi đầu tiên, móc một mũi X. Tại chân mũi thứ hai sẽ móc một mũi A. Tại hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 1X, 1A lặp lại cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ 19, chúng ta sẽ móc lên hàng thứ 20. Tại chân mũi đầu tiên, mình sẽ móc một mũi A. Chân mũi thứ hai móc một mũi A. Tại hàng này, các bạn sẽ móc, tại mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc một mũi A, lặp lại cho đến hết hàng nha. Sau khi móc xong hàng thứ 20, chúng ta sẽ kéo len lên và cắt len nha. Các bạn sẽ dùng kim để giấu sợi len này đi nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng len màu đỏ để móc phần nón bên ngoài nha. Đầu tiên là cũng tạo vòng tròn ma thuật. Lấy lên một bính, móc vào trong vòng tròn này 6 mũi đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Kéo hết vòng tròn lại nha. Tại vòng thứ hai, chân mũi đầu tiên sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân, hay còn gọi là mũi V. Các bạn nhớ đánh dấu vào chân mũi đầu tiên nha. Tại chân mũi thứ hai cũng móc một mũi V. Tại mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc một mũi V, lặp lại cho đến hết hàng nha. Xong hàng thứ hai, chúng ta sẽ móc lên hàng thứ ba. Tại chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình một mũi X. Chân mũi thứ hai móc một mũi V. Chúng ta sẽ đánh dấu vào chân đầu tiên nha. Tại hàng này các bạn sẽ móc cho mình theo cụm 1X, 1V, lặp lại cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ 3, chúng ta sẽ móc lên hàng thứ 4. Tại chân mũi đầu tiên sẽ móc một mũi X. Chân mũi thứ 2 móc một mũi V. Chân mũi thứ 3 móc một mũi X. Tại hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 1X, 1V và 1X, lặp lại cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ 4, chúng ta sẽ móc lên hàng thứ 5 nha. Tại chân mũi đầu tiên, móc một mũi X. Chân thứ 2, móc 1X. Chân thứ 3, móc 1X. Chân thứ 4 sẽ móc một mũi V. Ở hàng này, các bạn sẽ móc theo cụm 3X, 1V, lặp lại cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ 5, chúng ta sẽ bắt đầu lên hàng thứ 6. Từ hàng thứ 6 tới hàng thứ 16, các bạn sẽ móc theo chart mình ghi trên màn hình nha. Toàn bộ là những mũi X và mũi V thông thường thôi. Mình sẽ gặp lại mọi người ở cuối hàng thứ 16 nha. Kết thúc hàng thứ 16, chúng ta kéo len lên. Và sau đó, đội mũ vào. Chúng ta bắt đầu móc tiếp nha. Sau hàng thứ 17, chúng ta sẽ móc 5 mũi X liên tiếp nha. Đánh dấu vào. Tại chân mũi thứ 6, chúng ta sẽ móc 1 mũi giảm A. Mũi thứ 5, chúng ta sẽ móc 1 mũi giảm A. Tại hàng này, các bạn sẽ móc theo cụm là 5X, 1A lần lượt cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ 17, chúng ta sẽ bắt đầu móc hàng thứ 18. Tại chân mũi đầu tiên, các bạn móc một mũi X. Đánh dấu vào. Tại chân mũi thứ hai, móc một mũi X. Tại chân mũi thứ ba, các bạn sẽ móc một mũi giảm A. Tại chân mũi thứ tư, móc một mũi X.
chân mũi thứ 5 móc một mũi x. Tại hàng này các bạn sẽ móc cho mình 2x, 1a và 2x, lặp đi lặp lại cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ 18, cũng là xong phần mũ, chúng ta sẽ kéo len lên và cắt len. Sau đó các bạn sẽ dùng kim để giấu len đi nhé. Theo là mình sẽ dùng len màu đỏ để móc phần càng cua. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cạnh bé trước. Tại vòng đầu tiên, chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc vào trong vòng tròn, lên một bình. Chúng ta sẽ móc vào trong vòng tròn 4 mũi x. 1 2 3 4. Sau đó, các bạn sẽ kéo hết vòng tròn lại. Tại hàng thứ 2, chân mũi đầu tiên, chúng ta sẽ móc 1 mũi x. Chân mũi thứ 2, móc 1 mũi V. Chân mũi thứ 3, các bạn móc 1 mũi x. Chân mũi thứ 4, móc 1 mũi V. Vì là phần này nhỏ nên mình sẽ hướng dẫn mọi người theo cách là nhớ số mũi nhé. Sang hàng thứ 3, tại chân mũi đầu tiên, chúng ta sẽ móc 1 mũi x. Chân mũi thứ 2, móc 1 mũi x. Chân mũi thứ 3, sẽ móc 1 mũi V. Chân mũi thứ 4, móc 1 mũi x. Chân mũi thứ 5, móc 1 mũi x. Và chân mũi cuối cùng, chúng ta sẽ móc 1 mũi V. Đó. Các bạn sẽ cắt phần len này đi. Cắt đi và các bạn sẽ dùng kim để giấu len đi nhé. Chúng ta sẽ móc 2 phần giống nhau cho mình. Chúng ta sẽ móc thêm một chiếc như này. Tiếp theo là chúng ta sẽ móc cạnh to của càng cua. Tại vòng đầu tiên, chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Lấy len và móc lên một mũi bính. Chúng ta sẽ móc vào trong vòng tròn này 6 mũi x. 1 2 3 4 5 6. Các bạn sẽ dùng tay kéo hết vòng tròn lại. Chúng ta sẽ bắt đầu móc lên hàng thứ 2. Tại chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc 1 mũi x. Bạn nhớ đánh dấu vào nha, đánh dấu vào chân mũi đầu tiên. Tại chân mũi thứ hai, chúng ta sẽ móc 1 mũi V. Ở hàng này, các bạn sẽ móc theo cụm 1X, 1V lặp lại cho đến hết hàng nha. Chúng ta sẽ bắt đầu sang hàng thứ ba. Tại chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc 1 mũi X. Tại chân mũi thứ 2, chúng ta sẽ móc 1 mũi x. Tại chân mũi thứ 3, các bạn sẽ móc 1 mũi V. Tại hàng này, chúng ta sẽ móc theo cụm 2x 1V lặp lại cho đến hết hàng nha. Sau khi móc xong hàng thứ 3, chúng ta sẽ tiến hành nối cạnh này vào cạnh nhỏ lúc nãy chúng ta móc nha. Đây, chúng ta sẽ tiến hành nối vào nhau. Chúng ta sẽ đâm kim vào cạnh này, chân mũi này và móc cho mình một mũi đơn. Rồi, đánh dấu vào chân đầu tiên nha. Tại các chân mũi tiếp theo, tại mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc một mũi x, lặp lại cho đến hết hàng nha. Tổng chúng ta móc là 20 mũi x. Xong hàng thứ nhất, chúng ta sẽ móc sang hàng thứ hai. Tại chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc 1 mũi x. Chân mũi thứ hai cũng móc 1 mũi x. Chân mũi thứ ba móc 1 mũi x. Chúng ta sẽ móc lần lượt mỗi chân 1 mũi x cho đến hết vòng nha. Kết thúc hàng thứ hai, chúng ta sẽ móc sang hàng thứ ba. Tại chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi x. Chúng ta sẽ đánh dấu vào chân mũi đầu tiên nha.
Tại chân móc thứ hai móc 1 mũi x. Tại chân mũi thứ ba móc 1 x. Chân mũi thứ tư sẽ móc 1 mũi giảm a. Tại hàng này chúng ta sẽ móc theo cụm 3x1a lặp lại cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ ba, chúng ta sẽ móc lên hàng thứ tư. Tại chân mũi đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi x. Chân mũi thứ hai móc 1 x. Đánh dấu vào. Chân mũi thứ ba các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi giảm a. Tại hàng này chúng ta sẽ móc theo cụm 2x1a lần lượt cho đến hết hàng nha. Sau khi móc xong hàng thứ tư, chúng ta sẽ tiến hành nhồi bông vào nha. Chúng ta sẽ nhồi một ít bông vào hai bên cạnh của càng cua này. Sau khi nhồi gọn xong, chúng ta sẽ móc lên hàng thứ năm. Tại hàng này chân mũi đầu tiên sẽ móc 1 mũi x. Chân mũi thứ hai sẽ móc 1 mũi giảm a. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại 1x1a cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ 5, chúng ta sẽ móc lên hàng thứ 6. Tại mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc 1 mũi x. Tổng chúng ta sẽ móc 8 mũi x nha. Mình sẽ gặp lại mọi người ở cuối hàng. Xong hàng thứ 6 là chúng ta đã xong phần càng cua rồi nha. Các bạn sẽ cắt len và để lại một đoạn dài để chúng ta sẽ khâu vào phần đầu nha. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng len màu trắng để móc phần mắt nha. Đầu tiên là tại hàng thứ nhất chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc lên một bính. Móc vào vòng tròn 6 mũi x. 1 2 3 4 5 6. Chúng ta sẽ kéo chặt vòng tròn lại nha. Tại hàng thứ hai chân mũi đầu tiên sẽ móc 1 mũi x. Bạn nhớ đánh dấu chân mũi đầu tiên vào nha. Chân mũi thứ hai sẽ móc 1 mũi V. Ở hàng này các bạn sẽ lặp đi lặp lại cụm 1x1V cho đến hết hàng nha. Xong hàng thứ hai chúng ta sẽ móc lên hàng thứ ba. Từ hàng thứ ba đến hàng thứ năm chúng ta sẽ không tăng mũi nữa mà mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc 1 mũi X. Mình sẽ gặp lại mọi người ở cuối hàng thứ 5 nha. Trong hàng thứ 5, chúng ta sẽ cắt len và để lại một đoạn dài để lát nữa chúng ta sẽ khâu nha. Đó. Các bạn sẽ móc một bên nữa giống như thế này nha. Sau khi cắt len, chúng ta sẽ nhồi một ít bông vào phần mắt nha. Tiếp theo, mình sẽ dùng len màu vàng để móc phần chân. Đầu tiên là chúng ta sẽ móc chân dài, gồm hai chân dài nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ lên 8 bình, lên một dây xích, gồm 8 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Móc vào chân mũi thứ hai 1x. Chân mũi tiếp theo 1x. Các bạn sẽ móc mỗi chân mũi 1 mũi x, gồm 7 mũi x nhé. Chúng ta đã được 2 mũi rồi, bây giờ sẽ là 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi, 7 mũi. Rồi, chúng ta sẽ quay lại trượt vào chân mũi thứ hai này nha. Bỏ qua chân mũi vừa móc, trượt vào đây một mũi trượt. Lên một mũi móc xích và cắt len nha. Chúng ta sẽ để lại một đoạn để khâu. Ok, các bạn sẽ móc thêm cho mình một chiếc như thế này nha. Để hướng dẫn các bạn móc chân ngắn nha. Chân ngắn hơn chân lúc nãy. Chúng ta sẽ lên một dây xích gồm 7 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta sẽ móc tương tự như chân lúc nãy nha. Bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai 1 mũi x. Tại mỗi chân mũi các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi x nha. Ở dây này chúng ta sẽ móc 6 mũi x. Được 2 mũi x rồi. 3, 4, 5, sau đó các bạn sẽ trượt vào chân mũi thứ hai như lúc nãy nha. Đó. Lên một bính và cắt len nha.
chúng ta cũng để lại len để lát khâu. Tiếp theo là mình sẽ dùng len màu vàng để làm phần tóc. Đầu tiên là phần tóc to nhé. Chúng ta sẽ tạo vòng tròn hoa thuật. Lên một bính, móc vào trong vòng tròn này 8 mũi nửa ghép. Lấy len. Đó, một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn mũi, năm mũi, sáu mũi, bảy mũi, tám mũi. Sau đó các bạn sẽ kéo hết vòng tròn lại và chúng ta sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên. Rồi các bạn sẽ cắt len nha. Rồi các bạn sẽ giấu len đi cho mình nha. Là sẽ móc phần tóc nhỏ tạo vòng tròn hoa thuật. Lên một bính, móc vào trong vòng tròn này 6 mũi. 1 2 3 4 5 6. Kéo chặt vòng tròn lại và chúng ta sẽ trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Xong, các bạn cắt len đi và giấu len nha. Sau khi móc xong các bộ phận, chúng ta sẽ dùng kim định vị để cố định lại các bộ phận cho cân đối nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng kim khâu len để khâu. Riêng phần tóc này chúng ta sẽ dùng keo nến để gắn nha. Sau khi khâu các bộ phận của con cua xong, chúng ta sẽ tiến hành thêu mắt nha. Mình sẽ dùng len màu xanh này để thêu mắt. Đó. Chúng ta sẽ dùng kim nến đánh dấu cố định mắt nha. Mắt sẽ ở tầm khoảng này nha. Đây. Đó. Cách nhau 4 hàng nha. 1, 2, 3, 4. Đây. Chúng ta cố định vào và chúng ta sẽ tiến hành thêu mắt nha. Nó sẽ dài khoảng 2 hàng nha. Được không? Rồi chúng ta thêu xong đây. Đó. Rồi chúng ta sẽ đánh lên. Sau khi thêu mắt xong, chúng ta sẽ dùng hai mắt này để gắn lên hai phần mắt trắng này nha. Vậy là chúng ta đã xong móc khóa hình con cua hay còn gọi là cung cự giải, rất là đáng yêu nha. Các bạn sẽ dùng móc khóa để móc vào phần trên này là xong nha. Đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình để mình ra những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.